Thưa quý vị, học nhạc đã khó, luyện đàn một mình còn khó hơn. Văn ôn, võ luyện, nhưng luyện như thế nào để người học cảm thấy hào hứng và đạt được hiệu quả cao là mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Chúng tôi tạo ra Teta, một ứng dụng di động giúp làm mềm ranh giới giữa học và chơi, linh hoạt thời gian và đa dạng hệ thống bài tập trong từng bộ môn. Nếu Pinocchio có bạn đồng hành là chú dế Gemini, thì giờ đây bất kỳ ai học nhạc cũng sẽ có Teta. Teta là một ứng dụng giúp người học nhạc có thể tự suy tư, cảm nhận được những gì được học qua việc thu âm và ghi hình, trao đổi với giáo viên chuyên ngành và biểu diễn với bạn bè trên khắp thế giới. Khách hàng của chúng tôi là phụ huynh có con đang học đàn và người lớn có nhu cầu học đàn online. Người học trả phí để xem nội dung và sử dụng các tính năng phân tích luyện tập chuyên sâu. Khi phát sinh các buổi học trực tuyến 1-1, chúng tôi sẽ nhận thêm tiền hoa hồng từ giáo viên. Đội ngũ TT gồm các giáo viên nhạc kỳ cựu từ Nhạc viện TP.HCM, Đại học Boston, Mỹ và những chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng, phát triển và kinh doanh ứng dụng trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi có hai đối thủ lớn được định giá lên tới 1 tỷ đô là VIPLAND và Simply Piano. Tuy nhiên, họ có một số giới hạn mà chúng tôi có những khác biệt để thu hút người dùng. Đó là, thứ nhất, cá nhân hóa lộ trình tập luyện. Thứ hai, giải bài tập lý thuyết và thực hành với AI. Thứ ba, luyện tập cùng giáo viên chuyên ngành. TT gọi 47 tỷ đổi lấy 20% cổ phần để xây dựng nội dung, tiếp xúc thị trường mục tiêu và tối ưu quy trình hoạt động trong 18 tháng. Vâng, nếu sau hôm nay bạn thấy ai đó muốn từ bỏ đam mê âm nhạc vì ngán ngẩm tập luyện một mình, hãy nhớ đến TT, chúng tôi sẽ ở bên giúp họ luyện tập hiệu quả. Xin cảm ơn.